gì? Uống quế này, nhưng mà cái nào là cái nào? Hồng Minh rồi, bây giờ có đang hỏi, các bạn đang hỏi cả người rồi, hỏi cả bị mắt rồi. Em bảo thôi thôi, khi thế này đi, cũng không đoán được. Mình chuyển tới phần tiếp theo nha chị. Mình chuyển tới phần tiếp theo luôn đi chị. Chị đừng làm khó em, cũng ngại lắm. Đằng nào MC cũng là host á chị, mà chị làm vậy mất mặt em quá. À, các bạn thân mến, vậy thì đối với game đầu tiên thì Hương Giang đã thua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại game thứ hai. À, các bạn ơi, chúng ta chỉ có 3 game thôi, cho đó nếu mà thua 2 thì xem như là thua trắng. Và do đó thì đối với game này thì chị Hương Giang hãy cố gắng hết sức để mà giành chiến thắng nha. Game thứ hai của chúng ta là... Ok, game này có cái tên rất là mỹ miều. Bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. À, luật chơi là... Đơn chức đã chuẩn bị sẵn một thao nước đá rất to. Hương Giang sẽ phải ngâm tay trong nước đá và vừa ngâm vừa hát theo nhạc đơn chức mở sẵn trong vòng 2 phút. Sau khi lấy tay ra, Hương Giang phải lột sạch 10 quả trứng cút trong vòng 1 phút. Và dĩ nhiên là để mà ngâm nước đá và gì? Ngâm trong này 2 phút đó. Ông chị cảm ơn ơi, 30 giây 1 phút thôi là mình chết rồi. Ok, giảm xuống còn 1 phút. Chị sẽ được ngâm trong vòng 1 phút. Ông chị ngồi đâu? Và vừa ngâm phải vừa hát. Sau đó thì chị phải ngồi, chị bóc được 10 quả trứng cút. Muốn còn 3 ngón hay 2 đây. Ok, đến giờ là chắc mở nhạc chưa? Khi nào bắt đầu nhạc lên là bắt đầu mình tính giờ nha. Lan Chức sẽ xin mượn cái loa vào đây luôn cho khán giả nghe nhạc nữa. Không thể quên tháng qua, sao cơn mộng. Không được đâu má ơi, con này chết. Có thể lúc nào bỏ vô lại. Bây giờ nè, nếu mà không ngâm thì mình có thể là mình đổi tay luôn, khi mà mình vừa hát vừa múa sẽ đỡ. Ông đổi lại ngay em ơi. Hết dạng này đi. Chà chị. Rất quen ở trong hamburger là kiểm chứng. Ok, bây giờ mình
sẽ kiểm thử kiểm tra thử năng quả trứng của chị Hương Giang. À, quả đầu tiên nguyên vẹn được tính 1 điểm. Quá đẹp luôn. Quả thứ hai nguyên vẹn còn dính chút xíu vỏ, du di 1 điểm. Quả thứ ba em mơ gì đó, nó là trứng nó mất ở trong này chứ không. Em hiểu không? Cái này nó khác nhau mà. Một cây muối hoa, muối trứng, muối cảnh cho em. Sao giống nhau được mọi người? Nó phải có nắm lành lặn đúng không? Con người sinh ra thì cũng phải có những con vật cá thể khác biệt chứ. Quả thứ tư đấy, quá đẹp. Không, bị lõm hai lỗ. Em không ơi, tính. Em sao vậy? Ủa, cái này nó là cái cấu trúc của nó phải lắm. Không có cấu trúc nào hết. Chị dùng móc tay chị bị chạy thì có. Cấu trúc cái con trứng cút nổi cả. Vâng, và cuối cùng, quả trứng cuối cùng, banh chặt. Chị thử tiêu qua lại luôn giùm em.